Mạng thương em cảm lạnh của chiếc mèo mập mà hay thích ôm em. Trời ơi, con thương em, Nhiễm biết là con thương em. Nhưng mà con đè, con ôm nó làm gì nó chết rồi sao? Hả? Nhiễm biết là thương em, nhưng mà như vậy đâu có được. Đây là một chú mèo rất thương em của mình và thường thể hiện tình cảm bằng cách nằm ôm như thế này đây. Nhưng có lẽ mèo ta không hề biết mình đang mập gấp 5 lần đứa em rồi. Bỏ tay ra, đúng rồi, giỏi. Trời ơi, con đè em vậy là nó chết. Cái tướng của con bự gấp 5 nó đó. Mày muốn không có ôm em vậy nha không? Nhớ chưa? Trả lời. Giỏi. Đến mức cô gái trong clip phải lên tiếng năn nỉ, giải thích các thứ thì mèo ta mới miễn cưỡng bỏ một tay ra khỏi em mèo nhỏ, mặc dù cái thái độ có vẻ không hài lòng cho lắm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.